cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Cách dùng Yoga như thế nào? Dùng vào thời điểm nào trong ngày? Dùng đến bao giờ thì ngưng? Thưa các bạn, Yoga thì được khuyến cáo là chúng ta có thể dùng được trong đa số các trường hợp khóc dạ đề, táo bón chức năng, nôn chớ sinh lý với liều lượng là 5 giọt một ngày. Riêng đối với trường hợp mà trẻ bị tiêu chảy cấp thì chúng ta phải dùng tới 20 giọt một ngày. Đối với tiêu chảy cấp thì nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra là Yoga có thể giúp giảm tới 75% số lần đi vệ sinh sau 2 ngày. Cộng với việc Yoga rất an toàn cho các con nên sản phẩm này hiện tại đang được khuyến cáo bởi cả Tổ chức Tiêu hóa Thế giới, WHO và Hội Nhi khoa Châu Âu khuyến cáo sử dụng ở trẻ bị tiêu chảy cấp. Về thời điểm sử dụng thì Yoga có thể dùng vào mọi thời điểm trong ngày, cả lúc no lẫn lúc đói đều được. Do vi khuẩn L. Reuteri DSM 17938 có thể vượt qua dịch dạ dày, điều này thì đã được chứng minh bằng rất nhiều những nghiên cứu lâm sàng. Dùng đến bao giờ thì ngưng, Yoga rất lành tính và sản phẩm này thì có công dụng tốt nhất là dự phòng và duy trì cho con một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cho nên là các bố mẹ có thể yên tâm dùng hàng ngày cho con và dùng thường xuyên. Đối với những gia đình chỉ muốn sử dụng Yoga để cải thiện những vấn đề bất lợi mà con đang gặp phải thì các bạn có thể dùng theo liệu trình ít nhất là 3 tháng cho tới khi sức khỏe của con ổn định, chúng ta có thể tạm ngừng sử dụng.